Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 thì Xuân Đỉnh này tiếp tục xả cho các bác hai cặp loa bãi ở phía bên trên. Đấy, những dòng này thì rất là phổ thông rồi. Và đặc biệt nhất thì hôm nay lại về thêm cho các bác một cặp Diatone 77Z rất là chất lượng. Nhìn cái cặp loa rất là sang trọng, toàn bộ thân thùng màu gỗ, bát 32, một chung 14 và một tép đôm. Công suất maximum là 230W một loa. Dòng này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Ở đây thì những cái dòng loa này thì Xuân Đỉnh thường là sẽ thay gân cho các bác luôn rồi. Nên cái gân này nó sẽ là sang gân mút, còn gân zin của nó sẽ là gân vải nhưng nó rất là cứng, thế sẽ không ra được tiếng bát. Nhưng khi thay sang gân mút như này rồi thì tiếng bát đánh rất là tốt và nghe nó rất là hay. Nhiều các bác cứ nghĩ là cái gân này zin thì nó chất hơn nhưng không phải như vậy. Các bác là cái dựa gân này nó không ảnh hưởng gì về chất âm, mà khi thay gân mềm thì cái tiếng bát sẽ được tốt hơn. Còn nếu các bác để gân zin thì nó sẽ bị cứng tiếng và cái tiếng bát nó không có độ đàn hồi nên nghe loa nó sẽ không hay. Cho nên tại sao ở Việt Nam chúng ta này lại cái dòng loa Diatone này nó lại mất giá là nó là như vậy. Và nếu như các bác mà thay gân đi rồi thì cứ đảm bảo với các bác là chất âm nó cực kỳ là tuyệt vời. Model của dòng này là Diatone DS77Z, đây là một trong những dòng loa cao cấp của hãng Diatone rất là sang trọng. Ở đây thì Xuân Đỉnh đang phối ghép là một chiếc Omnisun Sui 607KX mặt phai nhôm màu vàng chanh. Đánh cặp loa rất là tuyệt vời. Bát check vậy là rất là chi tiết. Nên là ở đây thì Xuân Đỉnh quay cho các bác là cả bộ, các bác có thể là mua cả bộ cũng được. Vì bộ này thì các bác có thể nắp vang vào là hát karaoke ngon này. Đấy, hình thức đẹp sang trọng. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số đã trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Cặp đầu tiên ở phía bên trên thì cặp Pioneer CF45 và một cặp Pioneer CSA7. Ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh xả luôn cho các bác hai cặp này đồng giá là 4 triệu đồng một cặp để các bác chơi về loa hàng bãi Nhật nhá. Cặp này CF45, bát 25, gân vải lụa. Đấy, màng giấy màu mỡ gà, rốn loa vẫn còn căng đét. Một chung, một tép giấy, hai tinh chỉnh chung tép, một là nó Pioneer CF45. Tổng quan hình thức loa thì còn rất là đẹp, mặt tiền thì hầu như là không có bị chảy xước gì cả. Đấy, còn căng cước cũng đẹp nên kèm luôn. Thùng thì vận chuyển về họ Quang Quật hơi dập một tí mép ở phía đằng sau, còn đâu là loa này còn đẹp. Loa này có trở kháng 8 ohm, công suất là 60W. Ở những cái dòng loa Pioneer CF45 thì cách đây 7 năm nó rất là nổi tiếng và các bác lớn tuổi rất thích nghe những dòng này vì nghe dòng này nghe nhạc vàng rất là hay. Và cái thương hiệu Pioneer thì bao giờ cũng vậy, ở Việt Nam chúng ta rất là chuộng. Đấy, cặp này thì tổng quan loa còn rất là đẹp luôn nhá. Mức giá tiền là 4 triệu đồng Pioneer CF45. À, những dòng loa gọi là bị mất giá nhất ở năm 2023 này rồi. Đấy. Cặp bên này là cặp Pioneer CSA7. Cặp này cũng có cấu hình là bát 25, một chung giấy, một tép giấy, trở kháng 8 ohm, công suất 70W. Cặp này cũng có mức giá là 4 triệu đồng. Thì ở đây Xuân Đỉnh sẽ tả về kích thước. Như cặp CS45 này thì có kích thước chiều cao nó đạt là 68, chiều ngang 36 và chiều sâu là 31. Còn cặp CSA7 này thì có chiều cao là 80, chiều ngang 36 và chiều sâu là 30. Loa cũng là 3 đường tiếng, bát 25, gân vải lụa màng giấy, chung giấy tép giấy, lỗ thông hơi phía trước. Đấy. Căng cước cũng còn đầy đủ và còn đẹp. Mức giá là 4 triệu đồng một cặp. Đây là cái tuyến loa. Cặp này thì bát chứ là nó là gân vải lụa, nó rất là mềm. Đấy. Chung giấy tép giấy, trở kháng 8 ohm, công suất 70W, lỗ thông hơi phía trước. Cặp này cũng là gân vải lụa màng giấy. Đấy. Loa thì còn khá là đẹp, vuông thành sắc cạnh và tất nhiên nó vẫn có chảy xước vì đây là đồ cũ rồi. Hai cặp loa này là đồng giá cho các bác lựa chọn, các bác lấy cặp nào cũng được. Chất âm của những dòng Pioneer thì nó rất dễ phối ghép, các bác cứ ghép vào những dòng loa âm ly Pioneer hoặc những dòng âm ly Sơn Sui ở đông, đánh những cặp này thì đều ra chất âm rất là hay. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình để các bác lựa chọn cho mình cặp loa phù hợp. Mức giá tiền thì nó giống nhau, 4 triệu đồng một cặp Pioneer CSA7 và Pioneer CF45. Ở phía đằng sau là cặp Diatone DS77Z. Những dòng này thì nhìn loa nó rất là sang trọng. Đấy, thiết kế loa này rất là đẹp, đối xứng. Bát 32, một chung 14 và một tép đôm.
Loa có trở kháng 6 ohm, công suất maximum là 230W một loa, căng cước cũng còn đầy đủ hết. Cặp này thì hình thức đẹp sang trọng. Đây góc cạnh đằng sau các bác thấy rõ loa rất là đẹp. Trở kháng 6 ohm, công suất maximum là 230W. Dòng này thì nó chơi được đa năng. Đấy, các bác nghe nhạc hát karaoke ở những cái cặp loa này thì rất là tuyệt vời. Đây chiếc loa còn lại. Đây là một cặp loa xuất sắc để phục vụ cho các bác trưng bày cũng như chơi Tết. Đấy, góc cạnh thùng rất mới. Vuông thành sắc cạnh. Loa thì rất nặng, nặng vào tầm 30 cân một chiếc. Tổng quan hình thức loa từ những cái tuyến loa là rất là xuất sắc. Và loa thì còn nguyên cả những cái chụp mũ. Đấy, những cái kiềng loa nguyên lớp mạ chrome gần mút rồi nha. Gần đã được thay cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Bên này cũng vậy. Kiềng loa nguyên lớp mạ. Loa rất đẹp và chất. Hôm nay thì cửa hàng Xuân Đỉnh giao lưu với các bác mức giá là 8.500.000 đồng. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, những dòng loa này sẽ đáp ứng cho các bác rất là tốt. Ở đây thì Xuân Đỉnh đang phối ghép với chiếc âm ly Sơn Sui 6.7KX. Các bác có thể ghép vào những dòng XL hoặc là 6.7LX cha, X để cát đều đánh cặp loa này rất là tốt. Vì loa này đã được thay gần thì nó rất dễ đánh. Thì ở đây thì Xuân Đỉnh lựa chọn là dòng KX vì cái phân khúc tầm tiền. Cũng như cái màu của chiếc âm ly so với cái màu loa thì nhìn nó rất là sang trọng khi các bác phối ghép thành một bộ. Chiếc âm ly thì có mức giá là 6.500.000, công suất 250W, máy chạy 8 sò. Từ cái phần nắp máy cũng như nội thất bên trong máy móc là zin đẹp xuất sắc. Mặt tiền rất là chất. Đánh hai cổ loa AB công suất 250W, mức giá là 6.500.000 và tổng giá trị cả bộ này là 15 triệu tròn. Đấy, các bác nắp thêm vang và nữa là hát karaoke ngon này. Đấy, các bác có thể là mua cả bộ hoặc là mua riêng lẻ cũng được. Ở đây thì Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác cũng như báo giá công khai để phục vụ cho các bác như các bác lựa chọn sản phẩm. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và các bác có nhu cầu thì cứ alo Xuân Đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.